Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29 tháng 12 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 2. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 6, 2. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4724, 0161, 2314. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8120. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93457, 53637, 60605, 00795, 18595, 43646, 15584. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85766, 86949. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 41795. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07657. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 616590. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 616590.